Anh thấy hát hay quá, có cảm xúc và tình cảm phải không mọi người? Mà những người mà tinh quang thì lại không liên hệ với mọi người nha. Mà hát đặc biệt là những cái nốt luyến phải không quý vị? Giống như là nó cứa vào tim người nghe luôn á, đúng không? Ngày xưa như chim sao, sống vô tư hay mộng mơ nhiều đó. Dân ca là phản luyến phải không quý vị? Và anh Quang Minh thì cực kỳ ngọt luôn. Thưa quý vị, mới đó thôi mà chúng ta đã đi qua 2/3 chương trình rồi đúng không ạ? Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh, mà chắc cũng tại là mọi người có để ý không? Thì em thấy mọi người vui quá cho nên là cũng không để ý thời gian luôn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một em trai tiếp theo với một bộ trang phục rất là lấp lánh. Thực sự ngày hôm nay thì anh trai nào hát cũng hay hết á, anh trai nào cũng dễ thương hết. Nếu mà ví dụ nhá, nếu mà đây là một cuộc thi thiệp đi thì quý vị chấm cho các anh trai như thế nào? Thí dụ như là giải anh trai có thể hình đẹp nhất thì quý vị chấm ai nào? Ai ạ? Ai ạ? Cao Thái Sơn ạ? Mạnh Đồng ạ? Trời ơi, khó thế, khó lựa chọn ra. Thế thì giải anh trai duyên dáng nhất thì là mọi người sẽ chấm ai ạ? Anh Quang Linh ạ? Yeah, em đồng ý nha. Anh Quang Linh giao lưu rất là dễ thương và duyên dáng với mọi người. Vâng, và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ xuất hiện trên sân khấu sẽ là phần trình diễn của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
mà hát ở tại Kansas City, Vũ sung quá, Vũ nhảy từ trên sân khấu nhảy xuống. Rồi sau khi mà cố gắng nhảy từ dưới sân khấu nhảy lên, Vũ té cái bịch và đã gãy cái tay. Lúc đầu Vũ tưởng là bị gãy xương và bị dislocate cái joint, nhưng mà may mắn là nó không phải, nó chỉ là bị sprain thôi. Nhưng mà nguyên một cái ride mà từ casino 3 tiếng đồng hồ ra tới sân bay, chỉ mỗi lần mà cái xe mà nó dọc một cái cũng nó đau không chịu nổi quý vị ạ. Cho nên hôm nay rất hạnh phúc khi có thể đưa tay lên đưa tay xuống để mà hát cho quý vị nghe. Và Dương Triệu Vũ mà đã ra sân khấu thì phải quậy đúng không ạ? Sau đây tôi sẽ gửi đến quý vị bài hát mới nhé.